Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc con cổ siêu của tôi. Rất là vui lại được phục vụ bà con nhé. Trên màn hình thì quý vị thấy là chúng tôi có rất là nhiều dòng xe mà quý vị đang cần, như chẳng hạn như con Dosan này, bên kia được có con Komatsu 60-6, còn đấy chưa có dọn. Bà con Dosan và những dòng xe như này chúng tôi đang có mặt tại Bình Dương quý vị nhé. Hiện tại thì tôi đang đứng ở bãi thứ hai là Di An Bình Dương, quay cho quý vị xem những sản phẩm chúng tôi đang có. Và những sản phẩm này chúng tôi đều rút công về, và những sản phẩm này chúng tôi cũng đã cho đi làm rồi quý vị ạ. Ở dưới Bình Dương chúng tôi cũng có đi săn lấp mặt bằng luôn để đưa và phục vụ cho quý vị. Hiện tại chúng tôi có khá là nhiều sản phẩm như thế này tại Bình Dương cũng như quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là trên thành phố Buôn Ma Thuột. Quý vị đang cần những sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại góc trái màn hình video của tôi để chúng tôi có thể gửi hình ảnh trực tiếp qua cho quý vị coi. Giá con này thì chúng tôi sẽ để ngay ở phần mô tả cho quý vị biết, quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng thân thương ở trên kênh máy xúc cổ siêu của tôi vào mỗi tối hàng ngày. Nhớ đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những siêu phẩm.